Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 3Z Bon Bis đi lên C4. Và range này là range huyền thoại nhá. Vâng, bắn thắng thì nó cộng có vài điểm thôi. Nhưng mà thua thì nó trừ nguyên một mả. Khiếp thật. Giết thì chả muốn đi lẻ nữa, chỉ muốn đi team thôi. Hiện tại thì mình đang đi lẻ nhá. Vâng, bắn mà ngáo ngáo đá một tí thôi là sấp mặt ngay. Vâng, range huyền thoại thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó liên quan đến hạng nữa. Rồi, làng vàng giữa mic này. Chắc là thanh niên muốn đẩy HL rồi. Kênh A thì nhảy ra ngoài này mà kênh. Đứng trong lỗ thì kênh cái đéo gì. Không biết là đẩy A thì nó có đẩy rào không. Không, theo mặc định thì đẩy HL thì rào cũng có đấy. Mic 2 à. Ok, nó lại ra mic chơi rồi. Nó không đẩy lên A. Úi dồi ôi, ăn sẻng. Lầy đi kê này. Một bé rồi. Nước B. Qua kênh B đi. A có. Sẻng này. Ui dồi ôi. Thằng này có sở thích biến thái thế. Vâng. Cái định mệnh. Chơi sẻng luôn cho nó chất. Ok. B cái bom rồi. Trời ơi, đồng đội tôi sao nó nát thế này. Xác nằm la liệt, bước vào mà hãi. Mình sẽ vào chết nước trước. Rồi, bên này không có ai. Úi dồi ôi, một bé. Này thì clear. Ui tôi xong rồi. Vâng, tuy là clear nhưng bước ra thì cái thời gian nó đã về không rồi. Bất lực thôi. Dao không. Đang bắn nhau rủ chơi dao. Rồi. Úi dồi ôi. Này thì lừa tình này. Người ta đã chơi dao rồi. Lầy thì kè lấy. Sao A không ai kênh lại. Một mình kênh A cũng được. Cho bọn kia nó kênh B. B nó hay đánh quá. Nhìn cái dáng cũng biết chơi. Sao lại bắn ấy thế nhỉ. Úi dồi ôi. Tiếp tục đánh B đi các bạn ơi. Mình đứng ngay lỗ rồi. Chỉ đợi các bạn bước vào thôi. Đây rồi. Snip. Rồi snip thì không chơi. Lại gần cơ. Cho nó chết. Úi dồi ôi. Lầy thì cờ lia nha. Ai. Ui dồi ôi, B yếu rồi. B tận 3 thằng một lúc. Bằng một mình cân tất và được 10 kill chết không rồi. Một mình ăn tất. Van cả đất xung quanh. Sao không thằng nào ra đây kè nhỉ. Úi dồi ôi, B đẩy này. Ui, snip lỗi rồi. Này định nỏ tao 9 viên đấy nhá. Đừng có đùa. Tao sợ mày quá cơ. Úi dồi ôi, các bạn cứ qua B đi. Không có ai kênh đâu. Có mỗi một thằng kênh nữa. Rồi, mic này. Lầy thì cái định mệnh còn 21 tiếp.
Rồi, bạn kia sóc chết một thằng, hay quá. Spark 12, C4 rơi HL. Vâng, bây giờ mình nhiều Q quá rồi. Mà chết không, bây giờ không muốn đi hiến Q đâu. Snip ngáo đá. Cái gì vậy? À, nó bảo là thằng team nó snip ở nhà ngáo đá đâu. Làm gì có đâu. Cái định mệnh. Vai xoài. Mười ba không. Mười bốn không. Còn đâu nữa? Chúng mày cứ bơi hết vào đây. Snip ghê cãi. Ghê cãi là cái đéo gì vậy? HL1. Nó lên đây này. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Đã lên lỗ thì ra luôn đi. Xoắn làm cái gì? Ra đi. Úi giời, tôi xong rồi, flash. Lầy thì ném flash công lên lầy. Rồi, thằng kia nhảy ra và bị xế chết rồi. Cũng chết luôn, HL1, B cũng có. Cái đậu xanh, chơi kiểu éo gì vậy? Team mình bắn thế này thì sao mà win trời. Ui dồi ôi, còn ăn thêm phát bom nữa. Nó biết mình ở đây rồi. Khó quá. Bây giờ nên đi đâu ta? Nên đi đâu nhỉ? Bình tĩnh. Ui dồi, càng bình tĩnh càng run. Cái đậu xanh. Vai xoài. Mình tính đi ra thì nó lại như này thì thua rồi. Vâng, bắn hết sức quá đáng. Không hiểu. Ranh huyền thoại mà tự dưng ghép với mấy tay này. Vô lý. Khó ghê á. Ui dồi ôi, vậy thế không chết kìa. Trời, team mình lại đẩy lên nhà nó. Cái đậu xanh. Này thì nó lại cung này. Rồi, hình như là nó đi vào HL. Mình nghĩ là nó đi vào HL. Lên A, đúng rồi. Tầm này thì chỉ có đi HL lên A chứ còn gì nữa. Kê sở lít này. Ok. Cố lên nào. B2, thôi xong rồi, nó lại công B rồi. Ui dồi ôi, đồng thế. Cái định mệnh, ăn nguyên quả bom. Thôi gãy rồi. Chết bà rồi, nó biết mình ngoài đây rồi. Ui, vãi xoài, đam vô lý vậy. Bắn như thế mà nó chỉ mất được 71 tiết ạ, đùa. Bị lag đam rồi. Ui dồi ôi. Không được rồi. Thua rồi. Tiếc quá. Quả xử lý chậm. Xử lý nhanh tí nữa là hay rồi. N
Nếu mà biết bọn này đánh B thì mình ke B trước thì tuyệt vời. Lại được nhiều kill. Thôi không sao. Đánh phải chịu thôi. Chắc nốt trận này mình sẽ nghỉ nhá. Thằng bạn với team này đau đầu quá. Úi dồi ôi.